bài chích sách tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thu thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông: "Hãy đi theo ta." Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng: "Sao các người lại ăn uống với người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai khỏe mạnh không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Đó là lời Chúa. Suy niệm: tin mừng của lòng thương xót. Vua Thánh Louis IX của Pháp nổi tiếng là khôn ngoan, ứng biến tài tình. Chuyện là có một nông dân nọ được mùa của cải. Để đánh dấu thành công, ông chọn củ cải lớn nhất trong vụ mùa và đem dâng kính đức vua. Ông đến cung điện và xếp vào hàng những người ngày ngày đến dâng tặng vật cho đức vua. Ai cũng mang đến một lễ vật cao quý và cũng chuẩn bị xin vua một đặc ân. Trái lại, người nông dân nghèo chỉ có một tâm tình duy nhất là nói lên được niềm vui được chung mùa của mình. Mọi người không ngờ rằng đây là tặng vật đã làm vua hài lòng nhất. Nhà vua sai các cận vệ đem đến một cái cân và truyền lệnh hãy cân số lượng vàng bằng củ cải này và trao cho người nông dân. Hành động này của vua đã khơi dậy lòng ham muốn của các nịnh thần. Một tuần sau, một nịnh thần giàu có lựa con ngựa đẹp nhất đem tặng vua với hy vọng được tưởng thưởng. Thế nhưng, khi đón nhận con ngựa, nhà vua cảm ơn và truyền cho các cận vệ: "Các khanh hãy mang tặng người này một củ cải. Đó là phần thưởng dành cho những người suốt ngày chỉ biết nói những lời xua nịnh và chờ chực đặc ân." Giai đoạn trên đây có thể gợi lại cho chúng ta thái độ của Chúa Giêsu đối với những kẻ bé mọn, nghèo hèn, đị điếm, thu thế, nói chung những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài kết thân với họ, đồng bàn với họ và tuyên bố họ là những người vào nước trời trước những kẻ tự xưng là công chính. Những con người nghèo khổ ấy là một thể hiện cụ thể của mối phúc đầu tiên mà Chúa Giêsu đã công bố trong bài giảng trên núi: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Tin mừng được loan báo cho những người nghèo, hay đúng hơn chỉ người nghèo mới có thể mở rộng tâm hồn để đón nhận tin mừng. Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng của lòng thương xót. Chỉ khi nào con người nhận thức được thân phận nghèo hèn tội lỗi của mình, con người mới thấy được tình thương bao dung hải hà của Chúa. Thánh Phaolô đã nói: "Nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng càng dồi dào." Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng của lòng tin tưởng phó thác. Có thấy được nỗi bất toàn của mình, con người mới cảm nhận được sức mạnh nâng đỡ của Chúa. Tin mừng của Chúa là tin mừng của an bình, hạnh phúc, có dốc cạn những ham muốn ích kỷ và những sức mạnh của danh vọng, có trở nên thực sự trống rỗng, thanh thoát. Con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy và tìm được hạnh phúc bình an đích thực. Giữa những bôn ba tìm kiếm của cuộc sống, xin cho chúng ta luôn đặt Chúa vào chỗ nhất. Cho dù phải đánh mất tất cả, xin cho chúng ta luôn tin rằng chúng ta đang có tất cả và được Chúa làm gia nghiệp duy nhất.